Xin chào tất cả mọi người, mình là huấn luyện viên Hồ Hàm Hương. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Hương nha. Video ngày hôm nay là video nói về vấn đề tập bị đau lưng, hay tập aerobic bị đau lưng và cách khắc phục tình trạng đau lưng này nha. Và cái nguyên nhân mà mình đã bị đau lưng đó là do cái tình trạng bị căng cơ và căng dây chằng ở trên lưng của mình ha. Thì cái nguyên nhân này xảy ra đó là do khi mà các bạn nhảy á, các bạn tập sai tư thế nè, tập sai kỹ thuật của động tác nè, hoặc là cái tư thế đứng, cái tư thế tập của mình không đúng, dẫn đến cái tình trạng mà bị đau lưng ha. Và một cái bài tập aerobic của mình đó là sẽ có các phần như sau: thứ nhất là khởi động, thứ hai là hóc mở, thứ ba là đẩy hông, thứ tư là giật bụng, tiếp đến là thứ năm là phần thả lỏng. Thì phần khởi động thì bắt buộc mình phải có ha, mình phải khởi động để làm nóng cơ thể mình lên nè, rồi giúp cho cái lúc mà mình nhảy á, mình sẽ dẻo dai hơn và cái tình trạng đau lưng á, nó cũng hạn chế, đau lưng hoặc là đau những phần khác nó cũng hạn chế rất là nhiều nha. Tiếp đến là phần hóc mỏ, phần này mình phải lưu ý nè, phần hóc mỏ và phần giật bụng, hai phần này mình phải lưu ý nhất ở trong cái bài tập aerobic nha. Tại vì hai cái phần này mình tập ngày này qua ngày nọ, tập nhiều ngày mà nếu mình tập sai thì sẽ đau lưng rất là nhiều nha. Và hôm nay Hương sẽ hướng dẫn cái phần hóc mỏ và cái phần giật bụng làm như thế nào để tránh tình trạng bị đau lưng. Mọi người tắt chân trọng bằng vai, khuỷu gối xuống, hóc bụng nè, khi gặp bụng vô rút cái rốn mình vào trong, rút cái rốn mình vào trong và đẩy nó ra. Khi đẩy ra mọi người nhớ là phải thẳng lưng nha. Bây giờ mình sẽ xoay nghiêng lại cho các bạn nhìn nha. Khuỷu gối xuống nè, nhớ là mũi chân hướng về mặt phẳng phía trước, rồi rút cái rốn và siết cơ bụng lại gặp vô. Và khi mở ra là thẳng lưng, gặp, khi mở là thẳng lưng, gặp, khi mở là thẳng lưng. Các bạn khi mở ra là không được cong cái lưng lại nha, không được cong lưng như thế này. Có nhiều bạn đây là cong mắt cỏ luôn, cong mắt cỏ thì luôn. Đó, sai nha mọi người. Bây giờ mình làm lại nè, gặp, mở, gặp, mở, gặp, mở, gặp, mở. Lưng của các bạn phải thẳng khi mở thì các bạn sẽ tránh được cái tình trạng là đau lưng. Tại vì cái lưng của mình á, cong liên tục như vậy á, thì hai cái phần hông của mình á, sẽ làm cho dây chằng và cơ của mình ở phía lưng á, nó sẽ rất là mỏi và gây tình trạng đau lưng cho mình ha. Và các bạn phải nhớ là khi hóc mỏ mở ra là phải thẳng lưng, nói chung là lưng phải thẳng. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần giật bụng ha. Các bạn cũng trùng gối xuống nè, chân mình mở rộng bằng vai, mũi chân hướng về phía trước của mình ha. Khi giật bụng là sẽ tác động lên cái phần bụng dưới của mình rất là nhiều. Và các bạn phải lưu ý nè, dùng phần bụng dưới, phần đùi trên và cái phần mông của mình để hất bụng lên, hất bụng lên, hất bụng lên, hất bụng lên ha, để tránh cái tình trạng mà giật lưng ha. Nhiều bạn cứ giật gì nè, giật luôn cả ngực luôn. Đây là giật ngực nè, đây là giật ngực. Mình sẽ quay nghiêng cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ làm một cái tư thế sai ha, giật ngực. Đây là giật ngực ha, giật cái này bụng mình không nhỏ mà đã ảnh hưởng đến lưng rất là nhiều. Mình làm lại nha. Đây, đây là giật ngực, đây là giật ngực, không có giật bụng ha. Giật bụng rất là ít mà tác động đến phần lưng rất là nhiều. Rồi mình sẽ làm tư thế chuẩn nhất cho mọi người xem nha. Khuỷu gối xuống nè, tập trung vào cơ phần bụng dưới, phần đùi trên và phần mông mà hất nha mọi người. Hất lên, hất lên, cố gắng mình giữ cái phần ngực mình ha, giữ phần ngực nha. Hất lên, hất lên, hất lên, hất lên.
tránh cái tình trạng đau lưng cho mọi người. Các bạn hay bị đau lưng á là do cái bài tập phối nó không có được hoàn hảo. Ví dụ trước và sau khi giật bụng phải làm đẩy hông chứ không được làm hóc mở như mọi người. Tại vì khi mà mình đã gập lưng quá nhiều như thế này nè, lưng mình bị cong nhiều rồi, lưng mình đã cong nhiều rồi. Mà khi cong á, là cái phần hông của mình nè, nó sẽ tác động lên phần cơ và phần dây chằng ở phía lưng, ở lưng phía sau á, nó sẽ tác động rất là nhiều và gây tổn thương cái phần lưng của mình á, sẽ rất là dễ bị đau lưng. Khi gặp xong là mình phải đẩy hông, mình phải đẩy hông và trước khi mà giật bụng là phải đẩy hông nha. Không được mà trước khi giật bụng mà gặp bụng nha mọi người. Tại vì khi mà gặp xong rồi nè, rồi cái mình giật bụng là cái lưng mình bị cong quá nhiều, mình phải đổi tư thế liên tục chứ, đúng không? Khi mà nhảy mình phải đổi tư thế liên tục, không có sự xài một tư thế mà trong một thời gian dài được ha. Mình hóp mở rồi mình đẩy hông, rồi mình phải thêm phần chân vô nữa, mình di chuyển chân. Ví dụ như những cái tư thế này mình di chuyển chân ha, để cho cái bài của mình thứ nhất là nó sinh động hơn, nó phong phú hơn. Cái thứ hai là tránh được tình trạng mà chấn thương ở các phần cơ khác hoặc phần lưng hoặc là đầu gối hoặc là vai ha. Mình phải thay đổi tư thế liên tục để tránh bị mỏi lưng cho mọi người. Mình thấy có rất là nhiều bạn sau khi mà nhảy xong á thì bỏ luôn cái phần thả lỏng, không có tập phần thả lỏng. Điều này rất là sai nha, không có tốt cho cơ thể của mình nha. Sau khi mà mình nhảy xong, mình phải để cho cơ thể của mình phục hồi lại bình thường ha, bằng những động tác giữ thăng bằng. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số động tác giữ thăng bằng căng cơ, để cho các bạn sau khi mà nhảy xong, các bạn sẽ dùng những cái động tác này giúp cho mình sẽ không bị đau lưng nè, không bị chấn thương ở những cái phần khác ha. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào bài tập nha. Động tác thứ nhất, mình sẽ chồng gối xuống, tay mình đặt ở phía sau, mình đẩy cái phần hông lên, và ngửa lưng ra sau, cổ mình thẳng, nhớ nha. Rồi bây giờ mình sẽ xoay nghiêng người lại cho các bạn xem. Đây, đẩy khuỷu gối xuống nè, đẩy phần hông lên, ngửa lưng ra sau và giữ cho cái cổ của mình thẳng nha. Đây là động tác giúp mình giãn được cái phần đầu lưng nha mọi người. Mọi người nên nhớ là cái động tác này không phải là cái động tác ép dẻo nha, nên mọi người không cần phải ngã lưng quá nhiều ra sau ha. Ngã quá nhiều ra sau nó sẽ gây phản ứng ngược lại là không những là giúp giảm đau lưng mà nó còn làm cho mình bị đau lưng hơn nữa ha. Đây, tư thế như thế này ha, cũng không phải là mình ngửa hết cổ ra, cổ mình là phải thẳng cổ, tay mình đặt ra phía sau phần lưng nè, đặt ngay phần lưng quần giùm mình nha, đẩy phần hông ra trước và siết cái phần mông của mình lại, nhớ là phải siết mông lại, giữ 5 giây xong rồi lên ha. Mình làm lại nha, giữ 5 giây nè, 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nhớ là tập cái tư thế này phải 10 lần. Và động tác thứ hai, mình sẽ tắt chân trọng hơn vai ha, mình sẽ từ từ gập người xuống. Rồi hai tay mình lên cao nè, từ từ gập người xuống, giữ cho mình 5 giây nha. Rồi mình sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi trở lên, mình sẽ làm động tác này liên tục 8 lần hoặc là 10 lần tùy các bạn ha. Mình sẽ đến với động tác thứ ba là động tác xoay hông nha. Xoay hông bình thường mình sẽ xoay như thế này đúng không? Mình sẽ xoay như thế này đó, xoay tròn cái hông, xoay tròn hông. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một động tác nữa, nó kết hợp giữa phần lưng và
vào phần hông luôn ha. Mình sẽ nghiêng xuống, nghiêng nè, đó, gập xuống, đó, xoay tròn cái hông và gập cái lưng xuống ha. Mình sẽ làm 5 lần mỗi bên, 5 lần mỗi bên đó. Mình làm được 3 lần rồi, lần tư nè, lần tư và lần cuối cùng, lần 5. Làm xong rồi mình sẽ xoay ngược lại nha. Mình nhớ là phải xoay ngược lại. 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, lần cuối cùng 1. Đây, đây là 3 động tác giúp cho mình giảm đau lưng sau khi mình tập nhảy nha. Rồi bây giờ mình phải lấy thêm thảm ra để tập thêm những cái động tác để giảm đau lưng ha. Bây giờ mình sẽ vào tư thế đắp mỏng mang cho mọi người. Đây, tư thế này, tư thế đắp mỏng mang ha. Mình sẽ hóp phần mông lại, hóp phần mông lại, căng cái phần ngực lên, mở ngực ra cho mình nha. Và giữ 5 giây rồi hạ xuống. 1, 2, 3, 4, 5 rồi hạ xuống. Động tác này mình có thể lặp lại 8 đến 10 lần đều được ha. Tư thế tiếp theo sẽ là tư thế con mèo nha. Mọi người sẽ rút cơ bụng dưới, cong lưng và giữ ở đây 3 giây rồi hạ xuống ha. Rồi mình làm lại nha. Rút cơ bụng dưới, cong lưng lên, 1, 2, 3, hạ xuống. Với động tác này mình có thể làm từ 5 cho đến 10 lần. Rồi động tác tiếp theo mình sẽ đưa tay xuống nè, đưa tay luồn qua nè, đó, nghiêng người và tay mình thẳng lên, giữ ở đây 10 giây. Dẫn 10 giây. Bây giờ mình sẽ qua tư thế cuối cùng, đó là tư thế em bé ha. Rồi, luôn ngon về gót nè. Rồi mình sẽ đặt úp mặt xuống. Giữ ở đây khoảng 10 giây nha mọi người. Ok, mình đã hướng dẫn cho các bạn một số những cái tư thế sau khi mà tập nhảy aerobic xong để tránh được cái tình trạng đau lưng hoặc là đau những cái phần khác trên cơ thể ha. Chúc các bạn có được một buổi tập thật sự là chất lượng, và chúc cho mọi người luôn có một cái sức khỏe và một cái tinh thần tốt. Bye bye mọi người.